Hello các bạn, hiện tại mình đang ở cái Yên Sơn các bạn. Hiện tại mình đang ở Yên Sơn và ở đây ấy, người dân đang lấy na, thu hoạch na và tời na từ trên cao xuống các bạn. Đó các bạn, mình qua đây để cho các bạn xem này. Đó, ở đấy có rất là nhiều na được tời ở từ trên kia xuống. Nhiều na thế à nhờ anh, hôm nay thu hoạch ấy. À vâng. Em quay cái này làm phóng sự một tí nha anh. Vâng. Ở đây là Yên Sơn nhỉ anh? Anh đi làm về rồi anh? Vâng. Vâng, Yên Sơn. À, bay. Còn nhiều không anh? Nhà mình na còn nhiều không? À vẫn còn nhiều, chắc là phải thu hoạch cả tuần đấy nhờ. Tuần nữa hết rồi. À rồi, nhiều ấy nhỉ. Đấy mà bỏ đấy xong rồi hôm nào khô xuống tốt rồi. Nó rất vất cơ nhỉ. Thiết kế được cái máy tời này hay nhỉ anh. Lúc, vâng. Lúc đầu không biết ai phát không biết ai phát minh ra cái này nhỉ anh. Vâng, tự dưng có cái này cũng lâu rồi mà chồng ấy nhờ. À cái trên xuống cái này nó lại tự bẩy lên nhờ. Cái này khỏi phải vác xuống, không vác xuống thì mệt. Cái quả này gần chín rồi nhỉ anh? Ừ, có quả chín rồi. Vâng. Kiểu như là mình thu hoạch mình cũng biết cái quả nào gần chín rồi nhỉ anh? Đúng rồi. Mình nhìn quen đấy, nhìn kiểu đấy. Như là nó... Những quả này là chín rồi này. À, những quả chín. Chín rồi. Cũng nếm thử quả. Những quả này là thì kiểu nó gần chín rồi. Còn này là anh ước tính thì nó khoảng bao nhiêu ngày là nó quả chín? Này à? Vâng. Quả này ngày mai sẽ chín. À, ngày mai sẽ chín quả luôn. Quả này là ăn được rồi này. À vâng, bởi vì là nhìn vào này thì nó biết được nhỉ, kiểu như quen đấy. Đâu đâu, chuyển vào to. YouTube. Vâng, cháu quảng bá cho ở đây Yên Sơn này. Quảng bá rồi, Yên Sơn. Rồi, Yên Sơn. Hắn không phải bao. Rồi. Rồi. Năm nay vẫn xuất khẩu như anh nhỉ? Năm nay Trung Quốc nó không lấy nhiều như năm ngoái à? Rồi. Anh phải lấy chín như này. À. Nó xanh gì thì. Vâng. Vận chuyển xanh thì nó đỡ bị nát hơn. Vâng. Thương lái người ta cũng thích. À. Nếu mà chưa thụ hàng lâu chín là cũng không được nhiều. Vâng, không ngọt. Vâng. Nội địa thì chín từ trên cây cũng tốt hơn. Vâng. À vâng. Sau là còn sau nữa. Vâng. Còn anh kia cho cái này lên đó. Cái này cũng không nặng mấy đâu nhỉ? Cái số này hả? Vâng, số này tầm khoảng bao nhiêu cân chị? 10 cân thôi. À, 10 cân à. Ơi, quả chín là nát hết. Vâng. Con ốc này nó không vặn vào này.
giặt này. Thâu chở nhiều mà nhờ. nhanh quá sợ nó rơi đấy. Con đem hơn gạch lên. Con ốc này không vặt không làm được vô. Nó cái chồi hết cả nhông nó ra nhéo đâu mà. Cái cây trống ở đây đâu rồi. Phải nhẹ nhẹ là được. Phải nặng quá thôi. Rồi. Nó có bắt vào đéo đâu. Cái này. Cái này ngọt này mà. Làm không quen rồi. Làm không quen. Ngọt đâu. Nó bị kẹt rồi. Phanh có vấn đề. Sờ má phanh có vấn đề đấy nhỉ. Ốc vào mới được. Không lấy đồ vặn vào tí nữa là tan phim được. Các bạn xem ở trong này có rất là nhiều vườn na luôn. Toàn là vườn na luôn các bạn. Cái phần ai được tồi từ cái cáp treo ở trên kia này các bạn. Đó, xem xa chưa? Quá là xa luôn. Anh đi thu hoạch na ấy. Đó, ở đây là Yên Sơn Hữu Lũng các bạn ạ. Đấy, các bạn xem những cái quả na ở những cái cây này này, có rất là nhiều luôn. Đó, đây là những cái chùm na này. Rất là tươi tốt các bạn ạ. Đây là cái đường mòn lên trên kia các bạn. Mình sẽ lên trên kia. Mình sẽ lên trên trên này để xem. Hoa ở bên kia cũng tơi này các bạn, thấy chưa? Bên kia cũng tơi na này. Hôm nay thì bà con nhân dân ở đây tranh thủ ấy các bạn. Tranh thủ tơi na bởi vì ngày mai sẽ là tơi na xuống các bạn. Thu hoạch na cho nó. Thì người ta trưng bày các sản vật nông sản tại hội Na Chi Lăng vào ngày 11 đấy các bạn, 11 tháng 8 các bạn. Wow, chạy ở trên đầu mình ngay này, ngay trên đầu mình luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rơi xuống nhỉ? Đó, nó chạy xuống cái dưới lúc này, mình điểm dừng của mình ở dưới này. Rồi, mình sẽ lên trên này. Wow. Cái này trèo khá là dốc, khá là mệt các bạn ạ. Đấy, ở chưa? Ở trên này rồi các bạn.
Đau quá. Ở những cái ngọn núi nó còn cao hơn các bạn. Núi này, trên này nó qua một núi nữa. Cái áp treo này, khi đẩy cái rổ nan này xuống thì cái cáp này nó sẽ tự bẩy lên các bạn. Đường bên này lại mà rổ nó xuống được không ạ? Đó chưa các bạn? Chưa nghỉ à chị? Vâng. Cháu quay chụp ảnh một tí. Vâng. Lên giá cao vâng anh. Ở đây. Vâng. Cái vườn mình nhiều không chị? Nhiều mà nhờ. Vâng.